Hello Strong ơi, là năm 2002. Hôm nay mình đến xuống để đánh giao một chiếc Bentley Continental Flying Spur. Đúng rồi, Continental Flying Spur là mà đời rất là khó bán, đời rất là khoảng đời 2007. Continental thường con này chỉ là dẫn động một cầu sau, nó chỉ quay xung quanh thôi, nhưng mà chúng nói chung là có nhiều xe, không vấn đề gì. Bentley Continental nó là một dòng sedan siêu sang cỡ lớn để đối thủ Rolls-Royce Phantom hay là máy bay 62. Nó này cho có vẻ đi qua vòng đi qua dài thân thể, u rồi nhìn rất là đẹp luôn. Wow, đuôi về phần quay phần đầu thân thể nó, cái đầu rất là cái hồi mố nó vuông, nó quyến rũ với kiểu phong cách thiết kế mạnh mẽ đó. Cái mặt ca lăng lên tiếng Nhật, cái mạ chrome rất là đẹp đó. Thuộc biệt đèn bi thường bi xenon pha cốt nâng cấp bật pha, có ca rửa đèn này, có mâm xe nó xe 10 chỗ 20 inch, có gương lên xi nhan tích hợp này, có kích thước dần nặng 2 tấn, đuôi cho nó hầm mố rất là đẹp, nhìn dữ rất là vuông góc. Điều thường nét là phải được xi nhan tích hợp cho đẹp, cái đôi ống xả thể thao mạ chrome đám cảm biến trước sau sát gần như gì có thể scale. Một phanh led này, để con này có mười hai cặp trước sau có thể xác nhận cái gì có thể sẽ kêu đó. Chứ hồ sơ đắt hơn là 20 tỷ, xong xuống giá 1.990.000.000 là rất là khó bán. Để xem khoang nội thất thế nào nhá. Ui, nội thất cứ trông một siêu sang trọng, cái đẳng cấp cao cấp, có nhiều công nghệ tính năng tiện nghi rất là sang bền hơn. Logo Bentley trông đẹp. Đấy chỉ 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20 hướng, vị trí lấy 3. Logo tên là Bentley này. Toàn có sự kinh một chạm đến sự tượng, khóa kinh, bật cốp này, baby xăng, một khóa trung tâm, ốp cửa, ốp táp đi toàn ra và vân gỗ trông đẹp. Ước cẩm chỉnh điện 4 hướng, có tăng giảm số đèn, chọn gương chiếu của mỗi đèn hết này. Để xem phòng để tiếp theo nào. Ở trong này có đèn, có bật cửa tinh năm, bật cửa sổ trời với vị trí cũng là 3 rồi. Có một cửa sổ trời rất là thoáng, nên là có đèn soi trời nắng. Cái vô lăng 4 chấu, cái bọc da tròn vo, cái rất là đẹp, toàn da vân gỗ. Cái nhiều cú cho dữ liệu ga tự động can on này, cái tăng giảm chiều bài mức về tiếng tắt tiếng gọi trên mình, cái mình giải trí nhỏ hơn hơn dựng hơn mấy anh, nó nghe cái nghe gọi bluetooth navi em cài đặt capella android. Cái đồng hồ tắp lô cơ trông đẹp, đồng hồ cơ trông đẹp. Bùi bố ngăn chứa đồ để sách thợ vi cho những giấy tờ này, ốp này, bốn vùng tự động xây kính trước sau, xỉ lá mát ghế smart hết, gạt tự động hết này, hệ thống start stop này, treo có bốn vùng tự động cả xây kính trước sau, xỉ lá mát ghế, có đóng rèm tre, nó hạ gầm, hộp số tự động là 6 cấp, tăng giảm, cái phanh tay điện tử, chọn gương chiếu gương hết này. Đi đây nhá, con này có đồ đổi được đôi. Ôi đây đồ bị hỏng, thông cảm nhá, cứ để đây. Con này cũng đây đồ để sẽ để gọi gần
cái châm thuốc gà tà này. Đồ có nhiều tính năng, nói chung không để đồ xe cũng để lâu quá rồi, đồ để rất là hợp lý. Belly nó có chỉ ở phiên bản. Đây với phiên bản nó có 4 chỗ và 5 chỗ. Nó chỉ tùy các chỗ option. Cái này vào chỗ S là chỉ lấy các số tay treo vô lăng khi đi trên cao tốc. Dùng ga là êm luôn, ga nó êm hơn. ESC hệ thống xoay trong trường. Đi từ hàng ghế sau. Xem như thế nào. Ừ, hơi vướng lắm. Đó. Thế sau là dành cho ông chủ. Thế cái này để bàn làm việc này. Dành cho ông chủ ghế sau. Có chỉnh gió đều sau 4 vùng hết này. Rồi là có các auto tự động hết. Để đồ trong tối, nhưng mà tối đang như là chỉnh điện đang chỉ 12 hướng. Nói chung là 12 hướng, vị trí ghế 2 thôi, có sưởi mát ghế. Có nó cho 4 cổng đồ cho em nữa, hay là nó từ điện trước sau. Xe này là chính là đa phần thuê tài xế chuyên nghiệp ngồi sau dành cho ông chủ ngồi. Đó. Còn là có bệ open. Sao sợ ngồi xuống ngồi xe siêu sang. Có đồ để đồ rất là hợp lý. Cái điều khiển trên tôi có chỉnh trên máy giải trí rất là phù hợp luôn. 12V. Ra có sưởi mát, có massage ghế cả ghế trước hết này. Đó. Nói chung thì ngồi xe nó rộng rãi. Của nó đi chui ra vào cứ vất vả. Đây. Đây phần chỉnh dịch. Chỉnh dịch của nó đây là rất là hợp. Nhìn chỗ luôn chiếu của mệnh điện hết. Nó tổng toàn ra có hơn 8 túi khí, hơn loa, hơn 1, 2, 3 6, 7 10 loa 8 túi khí. Hơn 10 loa 8 túi khí thôi. Ngồi ra là thoáng. Cái bản speed sẽ có khác vô lăng cái 3 chấu hơn. Đó. Nói chung là xe tiện nghi, nhiều công nghệ. Da vần gỗ trong đây, da rộng. Nó Bentley nói chung lấy thiết kế của Volkswagen đây. Vật cốp của nó đây, cửa hít xem nào. Cốp rộng rãi rồi, con này chở nhiều đồ, ba bên này đi chơi cho phố rất là phù hợp. Giá đầy đồ này, chưa chạy lâu luôn. Với khoai 1 lít đường 100 lít, với thùng lít đường 9 lít, chưa bị gì luôn. Đó. Còn này ấm điện nữa. Đó. Đó, có bút dài hơn, nặng 2 tấn này. Cái viên mạng chrome này, Continental GT sẽ cái đuôi nó cong được dáng cái tê hai cửa nó cong vuốt luôn. Đó. Rồi xem khoang động cơ thế nào. Nói chung là con công nghệ của Bentley dân động một cầu sau có hạ gầm thôi. Một cabo sẽ đặt ở đây.
con này nhìn động cơ rất là khủng. W12 máy. W12 máy 598 cm khối, có tăng áp 6.0 lít này. Với 560 mã lực, có bản speed là 610, mã lực mô xoắn đại hơn 650 mm, với tốc độ tối đa 312 km/h, không trên 100 là mất phải 5,2 giây, cao nhất là 610 là mất hơn 4,8 giây. Đó, rồi cho cái tự đỡ luôn. Nói chung công nghiệp của Bentley nó lấy tập đoàn của Volkswagen rất là phổ biến. Khung đầu trông cứng, cửa sổ trông trông được. Nói chung là xe công nghệ nhiều tính năng. Bản Ferrari Spur nó có logo Bentley. Chúng mình thấy là quá hợp lý. Có cam lưới tích hợp, cam trong máy luôn. Nghe tiếng bộ nổ máy lên, nghe gầm rú cam, một máy tổ nổ gầm gừ, bô gầm gừ, rú ga, ghi ga nó. Để mà âm thanh tiếng hơn, cảm giác nó là êm sang chảnh, êm sang chảnh, nó là êm, cảm giác lái thể thao hơn, lái nó êm. Đó, Bentley của nói chung là thế, lấy tập đoàn của Volkswagen, lấy thiết kế của Volkswagen. Đó, thôi cô mình quay chỉ video đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đăng ký like kênh subscribe YouTube của mình nhá. Rồi, xin chào mọi người.